Chùm cuối sale nó chính là cây Glock 17 GHK. Đấy, em này thì cũng dân siêu tầm bán ra. Giá thì bây giờ sẽ rẻ hơn so với lúc mua mới, lên tới gần 7 triệu. Đấy. Mình sẽ đẩy cho anh, nó vẫn còn nguyên hộp này, sai hướng dẫn sử dụng này. Đấy. Thì con này mình sẽ bán với anh em là trên 13 triệu, trên 13 triệu. Đây, cụ thể tình trạng như nào. Nó mới đến 99%, 99 phải bao nhiêu phần trăm ấy. Đấy, anh em nhìn luôn đi, vì đây là con hàng cao cấp. Thế nên là mình sẽ soi kỹ cho anh em xem. Đầu tiên cái mác này anh em thấy không? Nó chỉ có một vài cái vết xước nhỏ xíu thế này thôi. Đó là do cái này thì chỉ cần 1-2 lần đút vào nó đã bị rồi, chứ không phải là cần gì nhiều đó. Nhưng mà cái vết này thì không tránh khỏi được. Đấy. Đây là mình cũng không phải là ấy làm gì, tại vì chỉ cần cái này lấy cái bút đen chấm cái này nó cũng không còn phát hiện được nữa. Đấy, mình nguyên trạng nào để nguyên cho anh em xem cho dễ hình dung. Đấy. Rồi, ok, cái băng đạn. Và đây là cây súng Glock 17 Gen 3 của GHK. Hàng siêu cao cấp. Dính dịnh luôn. Nam châm dính dịnh. Full steel. Đấy. Anh em thấy không? Mọi thứ nó chưa có vết xước gì cả. Chưa vết xước gì cả. Đấy. Đây, còn chỗ này chắc chắn là bị rồi, bởi vì là anh em biết là khi mà kéo đi kéo lại cái này thụt xuống này, đúng không? Đây này, kéo đi kéo lại thụt xuống thì cái này nó chỉ cọ một chút xíu thôi, thì nó sẽ cọ vào. Thì cái này thì không cần bắn đâu, chỉ cần kéo đi 2-3 lần thế này là cũng đều bị cả. Tiếp cái phần outer, cái phần lòng. Đấy, anh em thấy không? Nó cũng bằng thép luôn và nó cũng còn nguyên như này. Đấy, không xước gì cả, chưa xước gì cả. Rồi bây giờ tháo ra. Tháo cái con này cũng mệt mỏi đấy. Rồi ok, đấy. Bây giờ cho anh em xem đây. Mọi thứ của nó, các cái rãnh, các cái dây, cái rãnh các thứ này, nó vẫn còn nguyên, chưa xước gì cả. Đấy. Người chơi sưu tầm họ rất là ít bắn, chứ không phải là gần như là người ta chưa bắn luôn ấy, chắc chỉ bắn được 1-2 mác gì đó tầm vậy thôi. Các cái rãnh, các cái dây chưa có mòn, chưa có xước gì cả. Mà em này giá đã giảm hơn so với hàng mới lên tới hơn 6 triệu, Đấy. Bây giờ chỉ còn có hơn 13 đồng thôi. Anh em mà quen biết nhiệt tình thì sẽ có cái giá tốt hơn nữa cho anh em. Đấy. Hàng GHK full steel, thép. Nói chung là mình đã có clip review rồi cho anh em rồi. Và cây này thì mình chỉ có một cây thôi. Đấy. Anh em chốt nhanh thì được. Tình trạng đấy gần như là mới và hộp kia vẫn còn. À, mất cái túi nông. Còn hộp kia vẫn còn nguyên, không có vấn đề gì cả. Đấy. Rồi ok, chốt cho anh em con này. Anh em làm nhanh tay chốt nha. Vẫn được bên mình tặng quà, tặng silicon, tặng BB. Đấy. Rồi.